Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với video của Huấn Audio. Trong video này, mình giới thiệu anh em một dòng bát rời mới của bên mình. Dòng bát gân mút, anh em nhé. Dòng bát gân mút từ 126 này. Từ 126. Và con này đường kính của bát là 25,6-7cm. Cả cái gân này, anh em đấy. Đường kính của cái bát đằng trước. Dòng bát này, BMC và côn 38. Bát BMC côn 38 gân mút nhá, màng hơi xanh xanh. Dòng xương sắt từ đơn. Con này thích hợp với anh em mình lắp để thay thế cho những dòng loa nằm như BMB, Nalomax hoặc Canifor, cũng như các dòng loa cây anh em mình đang sử dụng 2 đường tiếng, 3 đường tiếng. Cây là 3 đường tiếng, 4 đường tiếng mà bị cháy bát, anh em không muốn quấn nữa. Thì dòng này để vừa nghe nhạc, vừa hát karaoke gia đình, tiếng rất tốt trong cửa tiền. Cuối chương trình sẽ báo giá công khai. Mình sẽ bật nhạc tét luôn cho nó máu. Một con bát để anh em mình thay thế chất lượng và thích hợp với cả anh em mới tập chơi, chế cháo, dựng đồ mà không muốn đầu tư những đôi loa đắt tiền. Thì đây là đôi loa anh em phải trải nghiệm với giá thành bán cho một đôi bao ship luôn là 550.000 đồng. Và giá bán tại nhà là 500 một đôi. Có bán lẻ một cái tại nhà là 250 và một cái bao ship luôn là 280.000 đồng. Anh em nào quan tâm điện thoại trực tiếp cho bên mình qua số máy 0904 61 23 23. Sản phẩm mình sẽ bán lẻ và có cả bán số lượng anh em nhé. Bát 20 BMC, bát 25 BMC xương sắt chất lượng. Anh em mới nghe tiếng ca nên tiếng rất tốt, không quá tối mà sáng, không được như bát gân vải nhưng tương đối sáng. Và cảm ơn anh em đã theo dõi video này và chào anh em, hẹn anh em ở cái video khác nha bên mình.